Chiều ngày 19 tháng 11 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận đánh giá cao những thành tựu của ngành giáo dục đào tạo, đồng thời biểu dương những đóng góp rất đáng trân trọng của các thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo nước nhà. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong những năm qua, nhất là từ năm 2019, năm cuối cùng thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, sự nghiệp giáo dục đào tạo nước ta đã có chuyển mình tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hai dự án luật giáo dục sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học được Quốc hội thông qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đổi mới căn bản, toàn diện và đưa giáo dục đào tạo phát triển đúng định hướng là quốc sách hàng đầu. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cùng 27 chương trình chi tiết các môn học theo hướng phát triển năng lực của người học đã được xây dựng. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm chăm lo, đầu tư tăng cường về số lượng, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu, nhưng với sự tin tưởng sâu sắc, với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và với sự quyết tâm, phấn đấu của toàn ngành giáo dục, đặc biệt là các thầy cô giáo sẽ vượt qua mọi khó khăn để từng bước đưa nền giáo dục nước nhà phát triển sánh ngang với nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.